Rồi, Dũng của Đất xin chào tất cả những anh em đang mơ chim cua ghế. Hôm nay là mình sẽ nói về một con chim bói thổ rất là hay, cứng gu. Con này bắt được 3 tháng rồi, tầm 3-4 tháng trở lại thôi. Con này là nước rất hay, thúc dầm 1, dầm 2, đổ gu vào trong là gu rất là cứng. Bắt con chim này là quá trình theo nó trong một ngày rồi chiều mà bắt được. Con này là thổ tốt tiếng, một hậu rồi một gục đó. Con này là mới bắt dính là mình nghĩ là một con chim rất là chững chạc hoặc là đứng ở ngôi rừng lâu rồi, nhưng mà khi bắt xuống thì chừng mới còn tơ thôi, còn màu gạch chưa được đó. Đó, bây giờ cái màu của nó vẫn là chưa có đỏ lắm nha anh em, và nó rất là dạng chững chạc bền, tiếng cực kỳ tốt. Bờ nuôi đã cái chấm và thúc rồi nhưng chưa nghĩ đủ, sợ lòng vẫn chưa đủ. Tướng rất là to, anh em thấy mình sẽ quay hết tổng quát anh em nhìn vô đó, đứng một cái hình thù dài, lưng tôm ngọc là quá là tốt rồi. Con này vừa nuôi mau nói thôi. Mình thấy đâu mặt không? Rè một tư cách một con chim đứng lồng lé xem này nha anh em. Con này thì mai mốt thi rồng rừng nổi lên thành mồi thì nói chung là một hàng rất là khó tìm. Bắt mấy tháng nay nhưng mà chưa bao giờ gặp một con cua nào mà đẹp như này thế này, mà hay như thế này. Không nhận hay, tiếng tốt, thổ phe, cắn sắm một xíu. Đó, đó là cái nước chơi và cái ngôi rừng. Giờ anh em xem cái đeo mặt nó. Trứng này không trứng keo, con này trứng nó càng keo càng tốt nha anh em. Riêng con thổ này quỳ là đất một cái thu là to, ngực nô, đầu mặt của nó là hơi chậm không nhanh, thì những con này là mình phải đóng một cái trứng rất là keo xương. Những con này mà đóng trứng lùng thì chơi không cảm giác, đó là cái suy nghĩ của mình đó. Màu chân còn con này anh em, lúc bắt vào là bộ cơm chưa được dày đâu. Chững chạc, nó bổi mà mình nuôi mấy tháng đi nó không có trôi hoặc là dĩ. Mình quay sát mà nó không bị. Giấy tiếng rất là ấm. Đầu mặt hung. Đóng một vàng cùm lửa. Tiền dư bà quay lẻ lên trên lưng và xen lẫn vào những cái cơm trắng ở trên.
không dò tim nào nha anh em. Không mất một cụm lông. Con này mà mốt đứng lông thì chơi rất là đẻ, không sợ ức chim. Đó, anh em coi thủ thừa nó này. Không những to mà dài. Đó, anh em nhìn từ trước, nhìn thẳng ra sau này. Nó rất là lớn. Nhìn thấy cái ngọc này chưa? Màu hồng, bóng rảnh. Đẳng cấp của một con chim bổi nha anh em. Bổi thổ. Đủ nước, cứng gu. Được một cái rất là đẹp nữa. Dù con nó nước hay cứng gu nhưng mà nó rất là xấu. Anh em thấy bộ cơ không? Rồi, và mình nói với nó bao nhiêu đó thôi. Rồi, chào tất cả những anh em nào xem cái video của con bổi thổ này của mình. Rồi, nhìn nhận và đánh giá thì những anh em có kinh nghiệm khác nhau. Rồi, về nhìn nhận khác nhau. Đó, còn những cái nước chơi và cái tiếng và thủ thở thì mình cũng để nói và quay kỹ cho anh em rồi đó. Rồi, chào những anh em nha.